Rồi xin chào ông bà cô chú anh chị nha. Thì hôm nay thì 29 Tết nha. Thì cả nhà mình đang về Phú Yên lên nhà anh hai chào nha cả nhà. Đó. Đây là bạn Mai Trinh. Mến chào cả nhà. Đây là bạn Nhật Đông nè, đó Nhật Đông. Ừ. Rồi. Đây là cảnh ở Phú Yên nha cô chú anh chị. Đường xé thì nó rất là xinh xinh, nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Đó, rồi đi vô. À, có mấy cái mấy ếch nhái kia. Ê xin chào mấy ếch nhái. Cá lóc. Ồ, sao không hối với ai trời. Hỏi ai quả? Có bốn đến chơi. Ừ. Có bốn đến chơi. Ừ, con thằng kia thằng nhỏ kia. Rồi. À. Số dường 2 đó. Đấy là 29 đó. Đang quay video à. Ừ. Một cây đây hả? Vâng. Sao không có bông? Một rừng. Không mua cây cúc nào hả? Không mua cây cúc nào hả? Không mua cây cúc đi. Đây là Mai. À, đây là bạn, đây là bạn quậy nhất nhà nữa. Ừ. Đây là, đây là rồi tiến vô. Ai làm món gì? Đây. Dạ, đó, thấy không? Dạ, một mâm đi. Món gì? Dạ, kìa. Hả? Ủa, món gì hả? Ồ, trời. Hấp lá chanh cái gì hả? Lá chanh hấp vô. Hấp bia xong, hấp muối ngon hả? Muối cà xô. Hả? Muối cà xô. Hư cái xôn, hấp cái xôn. Hư xôn. Bà hai mà bà sợ hư xôn. Với đuối sao vậy? Hấp bia đỡ đâu? Đỡ chỗ nào? Bia chỗ nào? Bia dưới nè. À, vậy tốn bia giữ ông. Bia người ta uống mà để vô đây. Đổ cái nước này hấp. Dạ hả? Than hồng rực rỡ. Đây là cái nhám nha. Nhám là cái mập á. Cái mập con nhỏ gọi cái nhám không? Ờ. Ừ. Hả? Tí nữa anh em nhung giấm nha. Đi bà Lăng. Đây. Kia. Ô. Cái gì đây? Ồ, cái ô. Sườn miếng. Cái ô, ôi, nấu nào mà ngon hả? Vô nấu. Đồ này mà ăn bốn đồ ngon nha. Đó, xì phê đó. Quá đẻ luôn, gà mà nhổ không sạch nè. Sạch gì, cái đeo nó dở với sạch với ông. Bữa tôi nhổ thấy sạch trơn đó. Dao nào con? Đây là em Sơn. Con lên YouTube đéo được rồi. Bông ha. Là bông nè. Ủa trai đâu? Này đang cúng. Món mình chung là phải có món dừa phay nè. Hả? Dừa phay là dưới là thịt ba chỉ, ở trên là lòng heo nha. Món này món gì trời? Món gì? Thịt heo hầm, hầm với măng khô, đậu phộng, táo. Đó. Đây đậu sống. Đậu sống nha chồng, đây là bánh mì Phú Yên. À, nè, Phú Yên là phải nói bánh tráng. Bánh tráng Phú Yên nha, đặc sản Phú Yên. Đó. Canh bún nè. Đây là canh bún Phú Yên nha. Đặc biệt là món này. À, Phú Yên là phải có canh bún. Đó. Thịt luộc nè, giá thịt luộc quay đâu nè. Ừ. Đây là nhà anh hai. Anh hai luộc nha. Cảnh bình yên quá.
Ủa đợt trước kia là lập cái trái này chưa ta? Hình chưa mà không? Năm rồi chưa lập, mới lập đây mà. Thì cũng ông địa nha. Chung là bàn cúng của Phú Yên nó đơn giản quý vị ơi. Nó thịt này có mực nữa này nè. Thôi năm ngói chưa có mà phải không? Năm ngói tôi về đâu có đâu. Năm rồi đâu có trái này phải không? Đây là ruby. Mua hai dừa. Mua dừa làm gì? Giấm giấm cái hả? Đây chuối nha. Ở Phú Yên là Tết người ta đâm chuối nha cả nhà. Chuối mắc lắm nha cả chuối nhà. Nãy chuối này là trị giá bây giờ là 40-50 ngàn hồi nãy đó. 40 ngàn nãy á. Rất là mắc chứ không phải như mắc. Trong miền Tây, miền Tây là không có đâm chuối. Tối vậy ta. Quay đây. Chưa kịp hello là di chuyển. Hả? Nói chung mình cũng phải thấy mình để mình nuôi ăn Tết rồi mới được. Thầy chào. Lạnh lắm, ở đây thời tiết rất là lạnh nhưng mà áo ấm thì cái nhà. Thời tiết giống như Đà Lạt vậy đó. Bây giờ nó giống như Đà Lạt. Chú xe quay xe nha. Đó, không cảnh đó. Xe nè. Nhìn cây về cái trang nó. Tôi quay vậy mà chừng già là móng cô lại là y bài luôn chứ phải giỡn được. Lưu lại. Đây là bàn thờ cúng ông địa nha. Đó. Đơn giản. Món này món gì ta? Cái này là cái tràm. Tràm chết tràm xào, tràm muối, xào. Tràm muối xào. Vô nhà đại gia khác ha, xi hai chiếc. Hai chiếc xi luôn, xi loại xịn không à. Đây nè. Vô nhà đại gia khác, hai chiếc xi. Xi mới toan. Đây nè. Vô nhà giàu khác nè. Quýt xinh nè. Gì vậy? Gì vậy? Sao vậy? Lông nước ngọt kia. Yếu được không? Đồ đồ không biết hả? Yếu nó. Hãy lên nước ngọt đi. Rốt nước cam cho nó mẹ đây. Nước cam nó uống nhiều. Muốn lên YouTube không? Không không. Con kia đừng có lên YouTube đâu mà. Muốn cái gì mà. Đây được cháu mà nó ngại lên YouTube. Đầm lấy. Xích lại đây này. Đầm lấy nữa mà chấm thịt gà. Đâu phải lấy phải không? Lá chanh. Lá chanh nữa. Sao ít lá chanh vậy? Sao con cắt ra trước mà đâm nhớ. Đâm lấy nữa. Mà sao cắt ra xong đâm đầm lấy. Em nào mà không chịu lên mặt thì khỏi quay. Ở đây người ta mắc cỡ lắm. Người ta mắc cỡ lắm, không ông nào không ồ trời, nhìn nẻ vậy nè. Thơm. Có này còn có hấp đồ hấp này cũng được hết chứ. Rồi, đây là ông làm thợ mộc nè. Dân làm thợ mộc nè. Rồi rửa ái đi. Chuẩn bị không ai quay, tôi này hả? Đã chưa? Đây ông anh này. Ông anh này ông nhậu hơi yếu. Nhậu bởi tôi lôn xỉnh. Có ghẻ chưa? Con hả? Chưa hả? Nay hết mụn rồi đã. Nay đâu có mụn nữa. Nhìn lên cậu bốn coi thôi. Hết mụn phải không? Hết đã. Nhìn đây được đấy. Đây đẹp gái đấy. Đây là ông anh ở nhà. Chuẩn bị ông chế biến cái món cái nhám. Cái mập á, cái mập đó mà nhúng cơm mỉ. Không phải nhúng gì hả? Nhúng giấm. Giấm. Đồng Tháp cơm mỉ nha. Đây là giấm. Đây là giấm.
giấm này có mì. Mì giấm, mì là thơ giấm. Thơ giấm có gì cho dừa nha. Tết anh em tụ tập lại làm dài luôn nha. Lâu 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 chưa? Nói hết luôn, bây giờ có đồ luôn hả? Nguồn này là dở chín, chưa chín đâu. Không chín rồi. Chưa đâu, sống à. Gà hấp bia nhưng anh em. Ủa có cái xôm này ngon ghê không? Đó, đợt nào vô mua cái xôm này ngon nè. Ủa vậy hả? Cái xôm này hấp bia ngon y bài luôn. Một hai ba lại 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 đi ông lại, ông đang yếu dữ à ông em thầy cơ với đông kìa. Một hai ba à, cố lên đông mạnh lên. Trời ông đông như rồi, ông đông ông đông kỳ cha, ông đông cũng yếu dữ à ông, to con mà yếu vậy. Miền Tây thua rồi, miền Tây thua, mình trúng rồi. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nha anh em. Chưa ăn mà tí nữa, tí nữa quay một video ăn uống nữa nha. Đó. Rồi.